Và tiếp theo đây là tin liên quan đến Philadelphia. Thưa quý vị, Black Friday thời hậu đại dịch tại Pennsylvania. Sau lễ tạ ơn Black Friday được xem là ngày mua sắm lớn nhất của dân chúng Hoa Kỳ nói chung, của dân chúng tại tiểu bang Pennsylvania nói riêng. Một cư dân tên là Hen Unite cho biết, cô thức dậy sớm vào khoảng 3 hoặc 4 giờ để đến các trung tâm thương mại, một truyền thống mà gia đình cô đã làm từ khi cô mới 8 hay 9 tuổi. Nhiều thương nghiệp như Target, Kohl's và Best Buy đóng cửa trong ngày lễ tạ ơn, giống như thời đại dịch. Tuy nhiên thì mọi người vẫn nhớ vào năm 2018, một đoàn người xếp hàng dài từ nửa khuya tại các siêu thị lớn để chờ mua hàng on sale trong ngày Black Friday. Một cuộc thăm dò cho thấy, năm 2022, dân chúng thích mua sắm trực tuyến để tránh đám đông, vừa thuận tiện vừa có thể mua những món hàng họ thích với giá phải chăng. Hơn nữa, họ có thể so sánh giữa món hàng này với món hàng khác, hay giữa cửa hàng trực tuyến này với cửa hàng khác để có thể nhận được dịch vụ tốt nhất. Liên đoàn bán lẻ quốc gia thông báo, các thương nghiệp bắt đầu thực hiện kế hoạch cho ngày Black Friday từ đầu năm vì lo sợ sự lạm phát sẽ ảnh hưởng đến việc mua bán của họ. Bà Christine McGrath, biên tập viên cao cấp của Retail Minute, cho biết rằng các nhà bán lẻ hiểu họ cần phải làm dịu sự lo ngại của khách hàng về sự lạm phát, vì thế họ đưa ra những mức giá thấp nhất đối với một số mặt hàng. Nhìn chung sau thời hậu coronavirus, vẫn còn nhiều người thích mua sắm trong ngày Black Friday ngay tại các trung tâm thương mại vì họ muốn thử nhiều loại y phục, lựa chọn nhiều loại hàng hóa và cân nhắc trước khi mua để không phải trả lại. Và nữ tài tử Quinta Brunson gặp thông tín viên kỳ cựu Jim Garner trong cuộc diễn hành lễ tạ ơn. Theo đài ABC6 đưa tin, nữ tài tử Quinta Brunson, người sáng tạo và là nhân vật chính trong series phim nhiều tập với nhan đề Trường Tiểu học Albert của đài truyền hình ABC, đã khiến cho thông tín viên kỳ cựu là Jim Garner ngạc nhiên khi họ gặp nhau trong cuộc diễn hành ngày lễ tạ ơn Six ABC Dankin tại Philadelphia. Và họ quả thật đều là fan của nhau khi ngưỡng mộ những điều họ đã đang thực hiện trên đài truyền hình. Ký giả Jim Garner nói rằng, nữ tài tử Quinta Brunson là cư dân của West Philadelphia đã mang lại sắc thái mới cho đài truyền hình bằng loạt phim thực tế, làm cảm động lòng người khi nói về bối cảnh của nền giáo dục tại Philadelphia. Trong khi đó, thì Quinta Brunson cảm ơn Jim Garner vì ông đã tham gia bộ phim của cô, cũng như đã thể hiện những bản tin độc đáo về thời sự trên đài truyền hình WPVI tại Philadelphia kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1976. Loạt phim Trường Tiểu học Albert của Quinta Brunson nói về đoàn làm phim tài liệu thực hiện những thước phim về đời sống của giáo viên và học sinh tại một trường tiểu học Philadelphia đang gặp khó khăn và thiếu thốn mọi thứ. Đây là bộ phim hài đầu tiên của đài truyền hình ABC đã gia tăng 4 lần xếp hạng kể từ khi công chiếu. Nữ tài tử Brunson và nữ tài tử Sheryl Lee Ralph, người đã kết hôn với thượng nghị sĩ Pennsylvania Vincent Hughes, đều được trao tặng giải Emmy vào đầu năm nay. Trong tập phim độc lập của loạt phim Abbott Elementary, ký giả gà Daniel đã xuất hiện với tư cách là khách mời. Và truyền thống football trong lễ tạ ơn được tái sinh tại trung học Martin Luther King. Theo đài ABC6 đưa tin, ông Malik Jones, huấn luyện viên bóng bầu dục tại trường trung học Martin Luther King, cho biết rằng ông rất cảm kích khi được hướng dẫn và truyền thụ kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ trẻ ngay tại trường cũ, cũng như tái hiện lại những chương trình mà không phải bất cứ nơi nào cũng có. Một trong số những chương trình này chính là tổ chức thi đấu trong lễ tạ ơn, truyền thống cũ của trường trung học Martin Luther King sau gần 10 năm qua. Trong thập niên 1970, truyền thống này bắt đầu bằng cuộc diễn hành và kết thúc bằng trận thi đấu nổi tiếng giữa đội tuyển Martin Luther King và đội tuyển Germantown. Nhưng khi trường trung học Germantown đóng cửa vào năm 2013 và sáp nhập với trường trung học Martin Luther King, họ đã không còn đối thủ. Kể từ đó, hàng trăm học sinh đến trường mỗi ngày
nhưng không có cảm giác sinh động và tích cực như xưa. Hiệp hội học sinh muốn tái hiện lại truyền thống này cho thế hệ đàn em. Rất may trường trung học Oney gần đây được đưa vào hệ thống trường công lập. Vì thế, trường trung học Martin Luther King đã có đối thủ thi đấu. Hội đồng nhà trường tin rằng sự tốt đẹp và không khí tưng bừng của trận thi đấu trong mùa lễ tạ ơn sẽ trở lại về trên sân cỏ này. Và lễ tạ ơn bắt đầu bằng vũ điệu của đội cổ vũ GROTC, cũng như nhiều đội khác diễn hành trên đại lộ Mansfield trong tiếng trống và tiếng còi xe. Khi đến sân vận động Benjamin Johnson Memorial, họ tập hợp lại cho đến khi trận thi đấu bắt đầu. Hiệu trưởng Keisha Wilkins nói rằng họ đã thực hiện nhiều cuộc diễn hành, nhưng cuộc diễn hành năm nay là điều khác biệt vì là chương trình kỷ niệm một di sản vĩ đại của nhà trường. Trong tương lai, hiệu trưởng Wilkins hy vọng sẽ mở rộng cuộc diễn hành để trở thành đại diện cho toàn bộ cộng đồng chung quanh trường trung học Martin Luther King. Tiệm bánh Cashier's Bakery và truyền thống nấu gà Tây. Bếp nấu ăn bằng gạch của cửa tiệm bánh Cashier's Bakery ở South Philadelphia một lần nữa tiếp tục truyền thống nấu hàng chục con gà Tây cho cư dân trong ngày lễ tạ ơn. Tổng giám đốc Joe Kaiser cho biết, ông và gia đình thực hiện công việc này một cách thành thạo suốt 70 năm qua. Trong khi đó, chủ sở hữu tiệm bánh là ông Sam Kaiser cho biết, họ sẽ nướng những con gà Tây nếu cân lượng vừa đủ kích thước của những cái chảo. Tất cả những mặt hàng khác tại tiệm bánh Cashier's Bakery đều có sẵn, chỉ riêng món gà Tây là khách hàng phải chờ đợi. Gà được đưa vào lò nướng vào khoảng 6 hay 7 giờ sáng, được bán vào buổi chiều với giá là 29 Mỹ Kim một con. Bất cứ ai muốn có gà Tây phải xếp hàng chờ đợi. Nhiều người như gia đình Rita Kenny cho biết, từ khi còn nhỏ thì cô đã theo cha mẹ mang gà Tây được nhồi sẵn đến Cashier's Bakery nhờ nấu hoặc là quay chín. Truyền thống này kéo dài trong gia đình Kenny suốt 20 năm qua. Bất cứ ai muốn nếm thử hương vị gà Tây độc đáo, nướng hay hầm tại bếp của Cashier's Bakery nên chờ đợi để mua, hoặc chuẩn bị một chú gà Tây đã được nhồi thịt và tẩm gia vị đầy đủ trước khi giao cho nhân viên của tiệm bánh lừng danh này. Nói về chính sách mới, về việc trả lại hàng hóa tại các cửa hàng. Theo một bản tường trình về khách hàng của chuyên gia Samantha Gordon thông báo, dân chúng cũng nên lưu ý đến chính sách mới liên quan đến việc trả lại hàng hóa tại các trung tâm thương mại. Một số nhà bán lẻ vẫn cho phép khách hàng trả lại bất cứ món gì không giới hạn thời gian và không cần hóa đơn. Nhưng một số thương hiệu nổi tiếng đã thay đổi một cách chính sách gắt gao hơn. Nordstrom là một trong số những cửa hàng có chính sách hoàn trả tốt nhất, thường không giới hạn thời gian, cũng không yêu cầu biên lai đối với hầu hết các mặt hàng. Nhưng năm nay, tiêu chuẩn về việc trả lại hàng hóa của Nordstrom đã đổi khác. Bed Bath & Beyond từng đã cho người mua hàng có thời gian 1 năm để hoàn trả hàng hóa, bây giờ thì chỉ có 90 ngày đối với hầu hết các mặt hàng. Nhưng các sản phẩm điện tử và sản phẩm công nghệ thông minh, thời gian hoàn trả sẽ ít hơn. L.L. Bean từng cho phép trả lại hàng không giới hạn thời gian và không cần hóa đơn, thì hiện nay khách hàng chỉ có thời hạn là 1 năm để trả lại hàng hóa và phải xuất trình hóa đơn. Còn thương hiệu Kohl's cho người mua 180 ngày để trả hàng hóa, không cần hóa đơn. Walmart, Target và Macy's cho phép trả lại hàng hóa trong vòng 90 ngày. Nhưng tất cả các mặt hàng phải hoàn hảo và phải có hóa đơn. Tại Costco, các mặt hàng điện tử và thiết bị gia dụng phải được trả lại trong vòng 90 ngày. Những mặt hàng khác hầu như vẫn không giới hạn thời gian và cũng không cần hóa đơn. Thông thường thì Amazon cho người mua sắm trả lại hàng hóa trong vòng 30 ngày. Nhưng vào mùa lễ họ gia hạn đến tháng Giêng. Tuy nhiên, nếu hàng hóa này của bên thứ ba ký gửi, chính sách hàng hóa sẽ khác biệt. Vì vậy, chuyên gia Samantha Gordon khuyên cư dân Philadelphia và cư dân tại Hoa Kỳ nói chung nên kiểm tra chính sách mới đối với việc trả lại hàng hóa trước khi mua sắm.